trời cao đêm nay, màn tình tố lấp lánh, chưa dám cho đôi mình nguyện thề bên nhau mãi không xa lìa. Rồi ngày tháng trôi qua và anh cũng nhận ra em đã thấy quá nhiều, từ bỏ mẹ cha, quên đi ơn sinh thành. Anh tin rằng một ngày em sẽ hiểu những trái tim hy sinh rất nhiều. Mong hàng ngày nhìn em hạnh phúc, họ quên đi cả những nỗi niềm riêng. Người yêu ơi, xin em nhớ cho, chỉ mẹ cha mới yêu con hết mình. Hãy ngồi lại sẽ chia với nhau niềm hạnh phúc. Cháu gái nè, uống sữa cho da dẻ xinh xắn nha, chúc gia đình vui vẻ. À, công chúa mặt hầm đỏ như nè, tặng công chúa nha. Ô, cháu trai, con muốn cho mau lớn nha con nha. À, trời ơi, công chúa mặt hầm đỏ nè, chúc con xinh đẹp mãi mãi nha, gia đình vui vẻ nha. À, hợp tình. Vậy xuống đây ngồi tâm sự với tao đi. Buồn quá rồi, tôi không biết phải làm sao nữa. Tôi yêu anh. Tôi biết anh cũng rất là yêu tôi. Nhưng mà bây giờ tôi phải làm sao đây? Ba của tôi từng tù tội, mang tiếng là kẻ giết người. Thì bà nghĩ đi, nếu như ảnh nè, gia đình ảnh nè, biết được lý lịch gia cảnh tôi như vậy á, liệu người ta có chấp nhận tôi không? Bây giờ sao? Anh tốt lắm, anh giống như hoàng tử vậy đó. Còn tôi á, giống như cô bé Lọ Lem, họ hoàng tử với Lọ Lem á, thì chỉ gặp nhau trong cổ tích thôi. Mà đã gọi là cổ tích thì làm sao mà có thật, đúng không? Nếu như bây giờ tôi có một điều ước, tôi chỉ ước là làm sao có thể thay đổi được quá khứ. Tôi chỉ ước là những chuyện trong gia đình tôi chưa bao giờ xảy ra. Tôi khổ tâm lắm bà có biết không? Không ai chia sẻ với tôi hết á. Thank you.
Này bạn sao vậy? Tôi nói chuyện mà bà em ra bà không nói tiếng nào hết trơn vậy? Bà cũng nói là thấy tôi buồn quá rồi không nói được tiếng nào luôn nha. Hay là bà sợ không lấy la bà? Thôi đi về. Bà làm việc đi. Dù bà không nói tiếng nào á, tôi cũng cảm ơn là bà đã nghe tôi tâm sự. Ủa, thế sao vậy? Có phải là do con bắt cứ làm việc khác quá mệt mỏi không? Con xin lỗi. Chú Duy đã có tuổi rồi, con bắt cứ là con mang khó tính như vậy nữa. Con xin hứa, con sẽ cố gắng đời sau không để chú đứng nóng lực mệt mỏi vậy nữa đâu. Tất cả là do lỗi của cô chứ không? Không ai có lỗi hết. Tôi mới là người có lỗi với tôi. Ủa, chú Tư nói vậy mà thôi, chú Tư thay đồ về nghỉ đi, cũng khuya lắm rồi đó. Muốn bơi cậu. Mà bây giờ bà nằm đây. Thì tôi có đi làm, nhưng mà tại vì tôi đau đầu quá cho nên là tôi phải xin người ta về sớm. Rồi về tới nhà tôi tìm bà hoài mà không thấy, cho nên là nằm đi đợi bà rồi ngủ quên thằng nào không hay luôn. Mà bà làm cái gì vậy? Bà gặp tôi như gặp ma vậy, la ưng sùm lên hết à? Bà ở đây vì ai ở trong con ma cốt? Giờ này thì lơi thì lắc, gọi điện cho bác thì không được, không biết bà đi đâu nữa. Ủa ba, sao ba về trễ vậy ba? Ba làm con lo quá, con gọi điện cho ba cũng không có được nữa. Điện thoại của ba hết pin, với lại hôm nay ba làm chỗ mới, chủ nhật đông khách cho nên ba xin làm luôn. Ba lớn tuổi rồi, sức khỏe của ba cũng không được tốt, sau này ba đừng có đi đêm làm hôm nữa nha ba. Thôi ba vô đây ngồi nghỉ đi. Đi. Ba ngồi xuống đây nghỉ mệt nha. Con vô rót cho ba ly nước ha. Ba của tôi từng tù tội, mang tiếng là kẻ giết người. Thì bà nghĩ đi, nếu như ảnh nè, gia đình ảnh nè biết được lý lịch gia cảnh tôi như vậy á, liệu người ta có chấp nhận tôi không? Ba sao vậy? Sao hả? Ngồi dưới đây. Ngồi xuống đây với ba. Dạ. Hôm nay ba gặp chị hai con. Hôm nay ba gặp chị hai hả? Chắc là chị hai nói điều gì khiến cho ba không vui đúng không? Chị hai thiệt tình, tới giờ phút này rồi mà vẫn còn cứng đầu cố chấp. Kiện sư, con đừng có trách chị hai con như vậy. Ba gặp chị hai con, nhưng mà chị hai không biết là đã gặp ba. Làm sao ba? Con không hiểu. Hôm nay á,
ba làm một cái con rối. Ba đứng trước nhà hàng, chị hai con tưởng là bạn của nó tâm sự hết. Ba mới biết được những cái tâm sự thầm kín của chị hai con. Ba thấy ba có lỗi nhiều quá. Chắc là ba sẽ về quê để cho chị hai con được thoải mái. Ba về quê thì ba sống với ai? Ba thui thủi với đó có một mình nè, con không có yên tâm. Bây giờ dù có xảy ra bất cứ cái chuyện gì nữa thì ba cũng phải ở đây với con, không có đi đâu hết. Thôi cũng khuya rồi, ba vào nghỉ ngơi đi ba, đừng có suy nghĩ lung tung gì nữa. Tới đây anh có chuyện muốn nói với em. Sao anh biết em mới coi như diện mà tới tìm em? Vì hôm nay là ngày chủ nhật, với lại anh có chuyện rất hệ trọng muốn thông báo với em. Có chuyện gì nữa đâu mà quan trọng, em đã nói là anh đừng có tới tìm em nữa mà. Từ đây về sau anh sẽ không tìm em nữa. Bởi vì bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng ta đi đâu cũng sẽ có đôi con cặp, không cần phải tìm nhau nữa. Anh nói cái gì lung tung vậy? Chuyện của mình em đã nói rõ ràng hết rồi mà. Ba đã đồng ý cho anh lấy em rồi. Anh nói thật. Anh nói thật. Nhưng mà anh thuyết phục như thế nào mà được ba đồng ý vậy? Bởi vì gia đình anh và ba anh ai cũng biết em là người tốt, nên ai cũng thương em hết. Đơn giản vậy sao? À, với lại anh sẽ không đi Mỹ nữa. Anh sẽ về công ty ba làm. Đó là điều kiện mà để anh lấy em. Anh không hối hận hả? Có gì đâu mà hối hận. Anh về công ty ba làm, giúp gia đình, giúp cho ba, đừng có em nữa. Sao phải hối hận? Con coi anh hai con kìa, cái dễ sợ chưa, sắp được lấy vợ rồi á, cứ như là con nít vậy á. Mẹ, con thấy anh hai cưới vợ mình vui như là trúng số vậy á. Nè, tụi con á bây giờ là phải lo chuẩn bị coi nhà, đặt nhà hàng tiệc cưới nào nè, là phải là cái chỗ đó phải là sang trọng, rồi còn tiệc tình cưới rồi tùm lum á, ở đó là giỡn hoài à. Mẹ ơi, bây giờ con cưới được Mỹ rồi, bây giờ phải đặt nhà hàng ở đâu, phải làm như thế nào, con cũng không biết hạnh phúc hết. Nhưng mà mẹ vậy bây giờ mẹ lo cho con cái nhà hàng đi, còn cái áo cưới nè, chụp hình nè thì con tự lo. Rồi chị quyết định vậy đi, mẹ sẽ coi cái nhà hàng nào mà sang trọng. Ừ đúng rồi, mẹ biết cái nhà hàng nha sang trọng lắm, đặt tiệc cưới là hết sảy luôn đó, đồ ăn cũng ngon nữa. Mẹ với mấy bà bạn tưởng người lại đó ăn đó mà. Để cái phần đó mẹ lo, còn tụi con á là phải lo cái phần mà áo cưới này, để chụp hình cưới cho thiệt là đẹp nha. Dạ cảm ơn mẹ. Em thấy nha, bây giờ anh như là trẻ được mấy tuổi vậy á, giống như cha 18 năm.
anh cảm thấy gì anh bật đứa em luôn. Sinh đôi luôn. Còn mẹ thì cảm thấy hai đứa giống như là con nít mới đẻ đó. Thôi bây giờ hai đứa ở đây đi, để mẹ lên trên phòng mẹ suy nghĩ coi là mình phải đặt món ăn nào ngon mà chắc chắn là toàn là những món mẹ thích. Lại đi nha. Dạ cảm ơn mẹ. Bye bye mẹ. Ngon quá. Anh hai nè. Anh với chị Thủy mới quen nhau, bây giờ cưới nhau vậy có sớm không? Tuy rằng á anh chị Thủy mới quen nhau thôi nhưng điều đó không quan trọng. Bởi vì điều quan trọng với tình yêu á là phải hiểu nhau. Ví dụ như anh chị Thủy nè, chỉ cần hai người nhìn nhau thôi là hiểu nhau rồi. Ghê ghê. Công nhận nha, em ngưỡng mộ tình yêu của hai chị dễ sợ luôn á. Nhìn cũng đẹp như là em có biết cái studio cũng đẹp đó, giới thiệu cho anh chị nha. Được á, nhưng mà tập phải quen và chị để chị hai đi. Chị hai. Đúng rồi đó. Chị hai. Chị hai. Chị hai, chị làm vậy mà chị coi được sao chị? Chị làm như vậy sẽ mất ba, mất em, mất cái gia đình đó chị hai. Chị năn nỉ em hiểu cho chị đi xem. Chị rất là yêu anh ấy cũng rất là yêu chị. Anh ấy rất là tốt với chị. Chị bỏ lỡ tình cảm này thì cả đời chị nghĩ chị sẽ không thể nào tìm được người đàn ông là tốt với chị như vậy đâu. Chị hai, tại sao chị ích kỷ quá vậy? Chị không nhìn mặt ba, bỏ rơi thằng em này để đi lấy một người chồng giàu sang thôi chị. Nếu như mà chị yêu anh ta thì tại sao chị không nói hoàn cảnh gia đình của mình cho anh ta hiểu? Còn nếu như anh ta yêu chị thì cho dù chị làm chuyện gì đi nữa thì anh ta cũng sẽ bỏ qua cho chị. Chị hai à, chị nói sự thật cho anh ta hiểu đi. Em không có hiểu gì hết. Em có biết là chị mới vừa nói chị mồ côi thôi thì cả gia đình anh ấy đã phản đối kịch liệt như thế nào, em có biết không? Hả? Khó khăn lắm chị mới thuyết phục được. Rồi bây giờ nếu như họ biết chị từng có một người cha tù tội, từng giết người, em nghĩ đi, liệu một gia đình danh giá như vậy người ta có chấp nhận một con dâu có lý lịch tồi tệ như vậy không hả Sơn? Chị hai à, chị đúng là quá đáng thật mà. Ba đang sống sờ sờ trước mắt chị như vậy mà chị dám nói là chị mồ côi ba. Chị làm như vậy chị không hiểu tới cảm giác của em và ba xấu chị. Tha là chị đi đâu đó, đi bao xa, bao lâu cũng được, nhưng chị vẫn biết đường mà về. Còn đằng này, chị ở gần kế bên cạnh ba và em nè, nhưng mà chị không khác nào là một kẻ xa lạ. Chị hai à, em thấy chị quá là ích kỷ rồi đó. Chị không nhìn mặt ba, không nhìn mặt em, chị bỏ đi máu mũ ruột ra để chị đi lấy một người chồng mà chị cho là hoàn hảo sao chị hai? Chị sai lầm rồi đó. Sơn, Sơn nghe chị nói đi Sơn. Chị hai à, con Marcos chị tâm sự, chị khóc lóc chính là ba ở trong đó đó chị hai à. Sơn, anh Khải, em nghe đây. Anh bị sao? Dạ 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 rồi, em tới liền. Em tới liền mà. Dạ dạ. Anh chở tôi tới đây vậy? Địa chỉ này đó, tôi đi con. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị.
làm gì vậy? Anh tạo bất ngờ cho em. Anh chọn cưới cho em rồi đó. Làm thử nha. Tụi em vô làm mặt cho cô dâu để chuẩn bị cho anh được rồi. Dạ, mời chị đi theo em ạ. Miễn sách cho anh cho xíu nè. Rồi anh chị đi chụp nè. Rồi, cô chú dạy tim anh nè. 1, 2, 3. Rồi, nhìn anh lên cái nè. Tiếp lại cho nè. 1, 2, 3. Cười tươi dùm anh chút xíu nha. Ok, thế nè. Ok, tốt rồi cho. Qua bên đây một chút. Rồi, ok, tốt rồi. Rồi, cứ từ từ. Rồi, hai người đứng với anh vào đây. Hai ba, rồi tươi anh chút xíu nha anh chị. Quá, mình đấy bây giờ thấy cô dâu cười được một tấm. Rất ưng ý. Hai em giờ anh chút xíu nha. Dạ. Mệt hả? Thấy người mệt mệt trong lúc chụp hình á, hay là đi khám bác sĩ nha. Em không sao đâu. Em nói là có chuyện gì nói với anh mà. Hả? Anh cũng nói là có chuyện muốn nói với em. Anh nói trước đi. Anh biết đang đi ra là phải cầu hôn em trước, trước khi mà đêm qua chỗ anh chụp ảnh cưới. Nhưng mà anh muốn tạo sự bất ngờ cho em, cho nên mới đưa em qua chỗ chụp hình đó. Anh nghĩ là em sẽ rất là vui và nhận lời. Nhưng mà bây giờ thấy em khóc vậy, em đừng nghĩ anh đường đột mà không báo trước cho em nha. Làm vợ anh nha. Thủy, em sao vậy? Em xin lỗi. Có chuyện gì vậy Thủy? Hả? Em nghĩ là chúng ta cần thêm thời gian để suy nghĩ. Sao lại cần thêm thời gian? Em sao vậy? Chẳng lẽ bấy nhiêu đó cũng chưa đủ để chúng ta hiểu nhau, cũng chưa đủ để chứng minh tình cảm của anh dành cho em sao? Không phải là em nói với anh là chúng ta muốn ở bên nhau càng sớm càng tốt mà, sao bây giờ lại cần thêm thời gian hả? Em mới gặp một người. Ai? Ai làm cho em thay đổi quyết định hả? Ai có thể làm chậm cái thời gian chúng ta bên nhau hả? Thủy, em có quen một người, người đó ở dưới quê em. Gia đình anh ta rất là giàu có. Anh ta đã từng cầu hôn em. Bây giờ em mới gặp lại anh ta. Gia đình anh ta rất là có ơn với gia đình em và con cái em nữa. Anh chưa bao giờ nghe nói chuyện này cả. Anh không có tin. Anh không tin. Anh phải tin, thì đó là sự thật. Em không yêu anh ta. Em yêu anh, nhưng mà nợ ân tình giữa em và người ta lớn quá. Khi mà người ta biết em lấy chồng, người ta khổ tâm, tổn thương nhiều lắm. Em đang nói cái gì Thủy? Em đang đùa hả? Hả? Em nói đùa. Em biết không Thủy? Anh phải. Em không thể nào đi lấy chồng để được bằng tiếng nhau ân bội nghĩa. Chúng ta có gì mà không nỡ.
em xin lỗi. Thủy! 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 Bà làm gì mà nguyên một đêm qua bà không ngủ, quay qua quay lại rồi đụng chúng tôi làm tôi không ngủ theo bà luôn á. Nè, có bị sao không? Nó không có sao mà. Đừng làm tôi sợ nha. Đã nói là không có sao rồi mà kệ tôi đi. Alo chị nghe nè Khanh. Alo chị Thủy hả? Chị Thủy ơi, anh Hai có đi chung với chị không? Từ tối qua giờ anh chưa có về nhà nữa. Anh không về nhà hả? Không, anh không có đi với chị. Chết rồi, chị ơi, chị biết anh đi đâu không chị? Chị cũng không biết. Hay là em thử gọi cho bạn của ảnh coi. Rồi chị qua nhà liền. Ủa, ê đúng là sức mạnh của tình yêu mà. Mới than mệt nằm ở đó đó, nghe tới tình yêu một cái là khỏe liền hả. Ê trời, anh Hai, anh sao vậy? Hôm qua nó qua nhà anh, không biết là buồn có chuyện gì mà nó đòi nhậu tới sáng luôn. Giờ nó say quá, thôi em đưa lên phòng nghỉ đi. Dạ. Để anh phụ em. Dạ thôi, anh Long về nghỉ ngơi đi, em đưa anh Hai lên lầu được mà. Có được không? Dạ được. Em cẩn thận nha. Dạ em cảm ơn anh Long nhiều. Trời ơi anh Hai ơi, anh sao vậy? Làm cái gì mà say xỉn dữ vậy? Đi từ từ thôi nè, có chuyện té à. Nè, từ từ. Em làm gì vậy? Anh nằm yên đi. Thiệt tình anh luôn á. Làm vợ anh Hai con vậy đâu? Sao tự nhiên hôm nay lại vậy vợ? Mệt lắm hả? Đừng có nói nữa. Anh nói chuyện này xảy ra chuyện gì đúng không? Đừng có nhắc tên của ta nữa. Anh không muốn nghe. Em biết ngay là do chị ấy mà. Anh Hai nè, anh nói cho em biết đi. Em có giúp được gì cho anh Hai không? Anh à, không hiểu đâu. Bây giờ người ta có người khác rồi. Ở dưới quê giàu có, tình nghĩa sâu đậm. Anh đâu là cái gì đó. Anh Hai nè, sao là anh không xem xét mọi chuyện kỹ hơn? Biết đâu trong chuyện này có uẩn khúc gì đó hay sao anh? Em không có hiểu đâu. Em đi ra ngoài đi, không có nói chuyện nữa. Thì thôi, anh Hai nghỉ ngơi đi. Khi nào anh Hai tỉnh á, thì em nói chuyện với anh Hai. Bây giờ em đi pha nước chanh cho anh Hai uống. Không cần. Anh không uống nước chanh đâu, anh không muốn đâu. Anh Khải. Anh biết em sẽ không bỏ anh mà. Là Khanh kêu em tới. Em nói dối. Cho dù Khanh cứ gọi anh tới cả ngàn lần, em không muốn đến. Em sẽ không đến đâu, đúng không? Em sợ anh có chuyện nên em quan tâm anh thôi.
Vì bây giờ đến đây, anh không sao là em yên tâm rồi. Sao lạnh lùng vậy? Em đã nói rồi, chuyện của mình không thể nào đâu. Em đã quyết định rồi, thì anh đừng làm cho em khó xử nữa. Thủy, anh đừng có suy nghĩ nữa, em về đây. Thủy, Thủy. Buồn dở. Mẹ nó có buồn đâu. Hay là ba hiếp mẹ đúng không? Ba mặn hiếp mẹ là con giận ba luôn. Mà đâu có ăn hiếp mẹ đâu. Con chỉ muốn ba mẹ vui vẻ với nhau thôi. Ba mẹ sẽ không bao giờ giận nhau đâu, con yên tâm nha. Dạ. Vậy hôm nào ba mẹ dẫn con đi chơi, đi ăn kem với hôm trước nha. Rồi. Con nói cái gì? Con muốn đi Mỹ vậy? Con muốn đi là đi, muốn ở là ở. Là sao Khải? Hả? Con xin lỗi ba. Ba thiệt là hết nói nổi con rồi. Bây giờ con muốn sao? Con muốn lật ngược tình thế và phanh phui mọi chuyện đúng không? Ba cứ yên tâm đi. Chuyện đi Mỹ á là con có lý do của con. Còn chuyện của ba á, con sẽ để ba tự giải quyết. Đi ra. Đi ra khỏi chỗ này. Đi đi. Ôi, con cái. Sơn. Ủa? Anh trời. Sơn đi đâu vậy? Khanh vô lớp kiếm Sơn mà không có. Biết ngay là Sơn ở đây mà. Sơn rảnh không? Nói chuyện với Khanh chút được không? Sơn được hết tiết sớm. Mà có chuyện gì thấy Khanh gấp gáp quá vậy? Bình tĩnh, bình tĩnh. Từ từ nè, từ từ kể cho Sơn nghe nè. Có chuyện gì nè? Có chuyện gì? Hả? Sơn quan tâm Khanh đó hả? Không phải chuyện của Khanh. Cái chuyện gì? Chuyện của bạn Khanh. Trời ơi, làm Sơn hết hồn mà. Cũng may là tim của Sơn tốt á. Chứ nếu không á là Sơn nhập viện vì Khanh rồi đó. Mà trẻ con vừa thôi. Thí dụ mà Sơn không muốn nghe, Khanh đi về. Thôi mà cô nương, Sơn tình nguyện nghe mà. Thái độ khó chấp nhận quá nha. Thôi, nói Sơn nghe đi. À, đi, qua đây ngồi, từ từ kể Sơn nghe nha. Này, ai, uống hộp sữa đi cho nó khỏe. Cái này là Sơn nói là Sơn tình nguyện nghe nha. Khanh uống đi. Mệt lắm đúng không? Sao, có chuyện gì? Con nhỏ bạn của Khanh á, lúc đầu gia đình yêu của nó không cho cưới. Còn bây giờ gia đình người chết cho cưới rồi mà nó không chịu cưới. Thái độ quay 180 luôn, không biết làm sao bây giờ. Sơn cho Khanh ý kiến đi. Hiểu không? Không. Nhưng mà bây giờ Khanh phải kể lại cho Sơn nghe một lần nữa đi. Là kể phải từ từ, chậm chậm, rõ ràng, xúc tích, mạch lạc. Không phải khen chứ Khanh có tài kể chuyện. Sao không hiểu vậy mà nó rối như là canh hẹ, làm sao không rối theo Khanh luôn à? Thì tại bây giờ Khanh cũng đang rối, đang căng thẳng nên là nó hơi khó hiểu chút. À. Bây giờ nói lại nha. À, nói lại đi. Chậm,
nghe kỹ nha. Có nghĩa là Khanh có một vợ bạn thân, nhà nó nghèo lắm, lại mồ côi cha mẹ từ nhỏ nữa. Lúc đầu á là gia đình người yêu của nó không cho cưới, bây giờ gia đình người yêu của nó cho cưới, nhưng mà thái độ của nó thay đổi 180, nó là không chấp nhận cưới đó. Vấn đề là ở đó đó. Sao có ý kiến gì cho Khanh không? Nếu như vậy thì Khanh tìm gặp cổ đi, rồi tâm sự, chia sẻ với cổ xem cổ đang gặp chuyện gì đó. Mà Khanh là bạn của cổ thì Khanh chỉ có thể giúp cổ như vậy thôi à. Nhưng mà sao Sơn thấy Khanh sao sao á, chuyện của người ta mà Khanh lúc nào cũng căng thẳng quá vậy. Vậy thôi, mai mốt có chuyện gì á thì Khanh tự để trong lòng, tự suy nghĩ rồi tự quyết định, không có làm phiền Sơn nữa. Khanh, Khanh, Sơn xin lỗi mà, đừng có giận Sơn nha. Theo Sơn á, trong cái chuyện của bạn Khanh có điều gì đó rất là uẩn khúc. Sơn nghĩ Khanh nên gặp cô ấy rồi cho cô lời khuyên, để cô có những quyết định cho cuộc đời của mình. Khanh là bạn thân của cổ thì Khanh chỉ có thể khuyên cổ thôi, chứ đâu thể nào thay đổi được quyết định của cổ, đúng không? Hậu đậu, lóc chóc, lanh chanh của Khanh á. Sao hôm nay Khanh sớm quá vậy? Trời ơi, mà Khanh nghiêm túc á, không có giống Khanh tí nào hết á nha. Nè, thôi, mà bỏ qua cái chuyện đó đi ha. Bây giờ hai đứa mình ra cổng trường kiếm cái món gì đó sẵn sàng. Món gì vậy? Cho mày gõ đi. Sang quá ha. Ừ. Mà thôi, cũng được. Đi. Nè, sữa nè. Đi Khanh. Nè, bà làm cái gì mà bà không ăn, không uống, không ngủ nghe gì mấy ngày nay vậy hả? Sắp thi tốt nghiệp rồi đó, bà làm cái gì như một cái xác không hồn vậy? Rồi cứ nằm đó hoài rồi không chịu lo đi, tìm việc làm trước đi, để mốt ra trường khỏi bỡ ngỡ. Có tin nhắn nè, tôi đọc á. Chị Thủy, em là Khanh nè. Chị làm gì mà hai ngày qua em gọi nhắn tin chị không bắt máy vậy? Chị có biết là anh Khải đã ra sân bay cách đây 2 tiếng để đi Mỹ rồi không? Chị ra gặp ảnh lần cuối nha chị. Trời, còn nằm đó nữa, anh Khải sắp đi Mỹ rồi kìa. Chạy ra sân bay nhanh lên đi, đừng có để tình yêu của mình bay mất mà. Thôi nghe lời tôi đi, bay mất là uổng lắm á. Ôi, thôi mệt quá, anh không có đi đâu. Anh ơi, giờ nó còn nằm nữa. Anh nói không đi rồi mà. Mẹ đã nói á, mẹ không muốn con quen với Khải, mà mẹ đã hồi hôn gia đình người ta rồi. Tại sao á, con cứ đòi qua bên Mỹ để gặp Khải là sao? Không biết á, là mẹ lo cho con, sợ con khổ. Mẹ nghĩ là nhà anh Khải phá sản, mẹ không muốn cho con qua lại với ảnh nữa. Mà thực ra nhà anh Khải con không phá sản nè. Mẹ à, mẹ để cho con tự quyết định chuyện tình cảm của mình được không? Với lại á, qua bên kia, con muốn thu thập thêm một số dữ liệu để cho luận án tốt nghiệp sau này của con nữa. Còn qua bên đó, liệu con có được gặp Khải không? Con luôn luôn theo dõi anh Khải. Con biết là anh Khải sẽ qua Mỹ vào ngày hôm nay và vào giờ này, nên con đã mua vé cùng với anh Khải. Con biết là anh Khải sẽ học trường quản trị kinh doanh. Và tụi con á sẽ lại trở lại với nhau mà, con yên tâm nha. Nha. Thôi, con phải đi rồi. Vậy là anh đi cùng cô ấy. Cơ hội gặp anh lần cuối cùng em cũng không biết nắm giữ. Khó khăn
gia đình mới chấp nhận chuyện của anh với chị. Mà bây giờ chị làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ vậy hả chị Thủy? Chị xin lỗi. Chị có nhiều lý do lắm mới đi đến quyết định này. Vậy bây giờ thì cho em có lý do gì đó đi, để em đừng có lớn tiếng với chị được không? Một trong những lý do đó là vì Quỳnh. Quỳnh năn nỉ chị buông tha cho anh Khải để hai người có thể sống hạnh phúc với nhau. Chị Thủy à, chị thừa biết người anh Khải yêu là ai mà chị. Người đó là chị chứ đâu phải là Quỳnh đâu. Chị bị cái gì vậy chị Thủy? Bây giờ anh hai em đi rồi, chị thấy chị sai lầm chưa? Gia đình lúc nào cũng bắt ép ảnh, nhưng mà ảnh kiên quyết từ chối. Tình yêu á không phải là xin cho hay là tranh chấp nhường nhịn. Tại sao chị lại nhường tình yêu của mình cho người khác như vậy hả? Bây giờ thì em đã biết tại sao anh lại quyết cái móc khóa của ảnh rồi. Hành lý của ảnh mang theo chỉ có vài bộ đồ và cái móc khóa của ảnh thôi. Anh mang theo nó sao? Anh coi nó như báu vật vậy đó. Anh hai em yêu chị đến chừng nào chị biết mà chị Thủy. Ban đầu á, anh hai nhất quyết không chịu vô công ty làm việc, nhưng cũng chính vì chị anh quyết định không đi Mỹ, quay lại công ty của ba làm việc. Bây giờ anh quyết định rời khỏi Việt Nam, chị biết tại sao không? Là để không phải đau lòng khi nhìn thấy chị nữa. Em đừng có nói nữa chị. Chị để em nói đi. Chẳng phải chị Kim ra đây là để nghe em nói mọi chuyện hả? Chị có biết không, khi mà anh hai nghe tin là được cưới chị, anh vui như thế nào không? Anh tung tăng, anh yêu đời, anh như một đứa con nít vậy đó. Anh làm cho phải ghen tị tình yêu đẹp như chuyện cổ tích của hai anh chị. Nhưng mà bây giờ cũng chính vì chị làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Chị đã phá hủy tất cả mọi thứ chị Thủy à. Chưa có hết đâu. Anh hai em trước giờ ngoan lắm, có bao giờ mà rượu chè say xỉn đâu. Nhưng kể từ ngày chị quay lưng với ảnh, suốt cả anh say xỉn, anh không ăn không uống, người như cái xác sống vậy đó. Chị có biết là chị quan trọng với anh hai em lắm không hả chị Thủy? Tám coi coi.